Xin chào tất cả các bác. Kênh xe đạp bên em hôm nay có một đơn đi Linh Bình, đơn này là đơn đua Lapize, giá 12,8 triệu. Thì hiện tại em đang ở đua cục Viettel để gửi hàng đi cho các bác đây. Đua Lapize 12,8 triệu. Hiện tại em đang ở bưu cục Viettel để hàng đi cho các bác. Chưa, em gửi thùng hàng nhá. Em gửi thùng hàng em để đây nhá. Đó. Không ạ, hôm nay có một thùng thôi.